Hôm trước á, tháng trước chúng ta đã học đến cái hết cái đoạn mà vua Diêm La Vương về tham dự pháp hội cung kính đỉnh lễ và tác bạch Đức Thế Tôn, nói về những sự học đạo ở thời mạt pháp sau này rất là khó. Chúng sinh ở đời sau này á, thì càng ngày càng cang cường khó độ, tính tình thì tham sân si nhiều hơn là tâm bồ đề. Vì vậy á, mà cái sự ác độc đối với con người thì càng ngày càng nhiều. Do đó mà người học đạo rất khó, giống như cái người mê lạc, người mê mà lầm đường lạc lối vậy, đi vào đường hiểm vậy. Nên những người nào á, mà may mắn mà có duyên được những người mà bậc thiện tri thức có kinh nghiệm chỉ bảo cho cái con đoạn đường phía trước là có đầy rẫy những nguy hiểm, hổ lang xài báo, chiến tranh tật dịch vân vân, nếu biết quay đầu trở lại thì người đó sẽ không bị cái họa là tán thân mất mạng. Còn nếu cứ tiến lên đằng trước thì không biết người đó mất mạng bất cứ lúc nào. Diêm La Vương nói như vậy nghĩa là ở thời mạt pháp này, mệnh con người ta, bệnh tật thì chúng ta thấy mỗi ngày một nhiều, các loại bệnh quái ác mỗi ngày một xuất hiện. Thậm chí có loại bệnh mà mắc vào rồi thì coi như là treo cái án tử ở bên mình luôn. Các ngành y học cho dù trên thế giới có tiến bộ đến đâu cũng vẫn bó tay, chưa chữa được cái bệnh đó. Mà khi mà nếu mà họ có nghiên cứu ra được thuốc để chữa thì chúng ta không may mà ai mắc phải bệnh đó thì cũng đã chết mất rồi, không kịp sống để hưởng cái sự nghiên cứu thành tựu của ngành y học nữa. Rồi nữa, chúng ta thấy mà chiến tranh bây giờ thì nó khủng khiếp gấp hàng trăm hàng nghìn lần với chiến tranh thời cổ xưa. Sự chết chóc, sự tàn phá của loại vũ khí tối tân, thậm chí là vũ khí hạt nhân, vũ khí nguyên tử nữa thì còn càng kinh khủng nữa. Đó, cho nên á, vua Diêm La Vương mới nói rằng á, ở cái thời càng thời mạt pháp về sau, con người ta lòng tham sân, chấp ái chấp ngã càng nhiều. Người tu tập thì ngày một ít đi, kẻ ác thì ngày một nhiều lên. Cho nên á, ai mà may mắn mà gặp được Phật pháp, biết quay đầu chuyển ý, bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, tu nhân tích đức, cầu sớm thoát ly khỏi những nỗi khổ ở trong tam đồ lục đạo sáu nẻo luân hồi này đó, thì người đó, Diêm La Vương nói ở trong cái đoạn kinh hôm trước, đó là người đó là giống như là người mê mà chợt tỉnh, được các bậc thiện tri thức chỉ bảo cho, được tỉnh ngộ ra, được sáng tỏ ra, và người đó biết ăn năn sám hối, bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, một lòng tu Phật. Và đặc biệt ở đây ấy, chúng ta học kinh Địa Tạng, họ chỉ đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Chúng ta thấy là Địa Tạng Vương Bồ Tát chính là một vị đại thiện tri thức, ngài là một vị đại Bồ Tát ở ngôi vị bổ xứ, vì tâm nguyện phổ độ chúng sinh rộng lớn ở khắp trong mười phương thế giới. Nơi đâu có chúng sinh khổ đau thì nơi đó có hóa thân của Bồ Tát Địa Tạng, nơi đó có Bồ Tát Địa Tạng hiện diện để cứu độ chúng sinh. Chúng sinh khổ não cầu nguyện Bồ Tát Địa Tạng gia trì giúp đỡ, Bồ Tát Địa Tạng chắc chắn không thể bỏ qua. Cho nên ở đây chúng ta sinh ra được thân người là khó, được gặp Phật pháp lại càng khó hơn, mà được gặp được kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, tin tưởng đọc tụng và thọ trì theo kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng lại còn khó hơn nữa. Cho nên hôm nay chúng ta đã tất cả những cái khó Đức Phật nói ở trong kinh điển mà chúng ta đã gặp được,
thân người là khó, chúng ta đã được gặp Phật pháp khó hơn, chúng ta cũng đã được tu tập trong chính pháp của Đức Phật càng khó thì chúng ta cũng đã được gặp và tin, được nghe giảng, được đọc tụng thọ trì kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng là khó, chúng ta cũng đã được. Cho nên nay chúng ta nếu mà là bậc mà như trong Diêm La Vương nói ở trong kinh này, người mê lạc mà biết hồi đầu chuyển ý quay về đường thiện thì chúng ta không nên bỏ qua cái cơ hội này. Hãy cố gắng phát nguyện đọc tụng thọ trì một kênh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này, trước hết là để tri ân báo ân siêu độ lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta sớm được thoát khỏi ba đường ác đạo, sinh về nhân thiên, thậm chí là được sinh về các cõi tịnh độ của mười phương chư Phật. Thứ nữa là cũng để một phần là hồi hướng cầu nguyện cho quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc. Và điều quan trọng nhất là chúng ta tu tâm dưỡng tính, dẹp trừ những bản ngã, tham ái và chấp trước, khiến cho tâm của chúng ta ngày nó một được thanh tịnh, trí tuệ ngày được một mở mang sáng suốt, đừng có mê lầm mãi ở trong con đường tà đạo, tin theo tà ma ngoại đạo, đã ở trong mê rồi lại còn đi vào đường mê lầm tối tăm hơn. Trong kinh Đức Phật nói giống như mà kẻ mù dắt theo một lũ người mù vậy, đi ở trên đường hiểm, kẻ dẫn đường mà mù thì tất cả lũ người mù đi theo đằng sau cũng đều rớt xuống vực sâu và tán thân mất mạng và cùng chết như nhau cả. Cho nên ở đây chúng ta là người học Phật thì chúng ta phải tu thật sự, tu là phải sửa thật sự, phải sửa thật sự. Đọc kinh ấy, chúng ta thấy Đức Phật nói về cảnh khổ ở trong địa ngục, các Bồ Tát và Diêm Vương quỷ thần nói về ở trong cảnh khổ của địa ngục, chúng ta phải biết sợ, phải tin rằng đó là có thật chứ không phải là giả. Có thật ở đâu, do đâu mà có thật? Do tâm của chúng ta tạo nên vậy, do nghiệp của chúng ta tạo nên vậy. Nghiệp chúng ta tạo nên, tâm chúng ta cảm nhận vậy. Cũng giống như sự đau khổ ngoài đời á, hay bất cứ một người nào đó, chúng ta không khéo biết tu tâm dưỡng tính, chúng ta gặp một cái chuyện buồn gì đó đến tột độ và chúng ta đau khổ, cái lúc đau khổ đó chúng ta thấy có hình tướng không? Ví dụ chúng ta yêu thương ai mà chúng ta phải chia lìa chẳng hạn, ví dụ như là chúng ta yêu thương chồng chúng ta, hoặc là chồng yêu thương vợ, hoặc là chúng ta bố mẹ yêu thương con cái, hoặc con cái yêu thương bố mẹ, vân vân. Chúng ta yêu thương rất nhiều, muốn sống với người đó trọn đời đến đầu bạc răng long, muốn nhìn thấy nhau hạnh phúc cho đến hơi thở cuối cùng. Nhưng mà bất chợt một người đó bỏ chúng ta ra đi, tức là chết đó, hoặc bệnh tật mà chết, hoặc là tai nạn mà chết, vân vân. Cái người đó bỏ chúng ta ra đi một cách là đột ngột, không kịp chăn chối một lời, không kịp chia tay nhau, thì chúng ta thấy cái sự đau khổ đó là đến là tột cùng. Càng yêu thương nhiều thì cái sự đau khổ về sự ái biệt ly đó càng lớn. Càng yêu lắm, thương lắm thì cái sự đau khổ càng lắm, sự buồn tủi càng nhiều. Nhưng cái buồn tủi, cái sự đau khổ đó có hình tướng không? Không có hình tướng, không có một chút hình tướng nào. Không có hình tướng nhưng mà tại sao chúng ta vẫn khổ? Cái cảnh giới ở trong địa ngục, Đức Phật nói ở trong kinh cũng tương tự như thế. Vốn nó không có hình tướng thật thể, như là tấm thân xác thịt của chúng ta ở thế gian này. Nhưng mà lúc đó khi chúng ta mất đi rồi, mất tấm thân này rồi, do cái nghiệp báo làm xấu ác ở đời trước, cho nên tự nhiên là tâm tính chúng ta cảm nhận thấy có những cái cảnh khổ như thế. Giống như trong giấc ngủ chiêm bao vậy. Giấc ngủ chiêm bao chúng ta biết là gì? Nó không thật có, nó không có hình tướng, nó không có thật thể. Nhưng mà nếu mà chúng ta chiêm bao thấy cái điểm vui mừng đến với chúng ta,
Ngay khi chiêm bao chúng ta cũng hoan hỷ, mà chiêm bao xong rồi chúng ta dậy chúng ta vẫn gì? Vẫn vui mừng. Nếu mà khi mà chúng ta không may mà chiêm bao thấy những cái giấc mơ xấu ác, khi chiêm bao chúng ta không biết là mình đang chiêm bao, chúng ta nghĩ đó như là cuộc sống thật đang hiện hữu với chúng ta, cho nên chúng ta sợ sệt, sợ toát cả mồ hôi, sợ thở ra, thở sồng sộc ra ở mũi ở miệng. Rồi nữa, khi tỉnh dậy rồi chúng ta biết là chiêm bao rồi, nhưng mà chúng ta còn sợ không? Vẫn sợ. Biết là chiêm bao rồi, tỉnh rồi, dậy rồi, kể câu chuyện đó với mọi người chung quanh trong gia đình chúng ta, người trong nhà bảo thôi chỉ giấc chiêm bao thôi không sao đâu, kể cả đến thì gặp các quý thầy bảo là giấc mơ thôi không sao đâu, nhưng chúng ta vẫn cứ gì? Vẫn cứ sợ. Đó là do tâm, do nghiệp và do tâm cảm nhận đó. Không phải là cuộc sống bình thường chúng ta mắt thấy, tai nghe, tay sờ, thân chạm xúc, nhưng mà nó vẫn hiện hữu bên cạnh chúng ta ngay trong cuộc sống này. Thế cho nên á, ở trong kinh Đức Phật nói có địa ngục không? Đức Phật nói có, nhưng á, không phải là địa ngục do ai xây dựng lên, không phải là do 10 vị Diêm Vương xây dựng lên, cũng không phải là do một vị thần linh nào đó xây dựng lên, mà do chính nghiệp cảm của chúng sinh tạo ra. Trong kinh Địa Tạng nói rất rõ điều đó. Cho nên á, ở trong đoạn kinh tháng trước chúng ta học Diêm La Vương, Diêm La Vương có rất nhiều các vị Diêm La Vương, nhưng mà chung quy lại có 10 vị Diêm La. Từ đệ nhất Điện Tần Quảng Minh Vương, đệ nhị Điện Sở Giang Minh Vương, đệ tam Điện Tống Bế Minh Vương, đệ tứ Điện Ngũ Quan Minh Vương, cho đến là đệ thập Điện Chuyển Luân Minh Vương. 10 vị Diêm Vương này cai quản tất cả những cái sổ bạ sinh tử của chúng sinh ở dưới âm ti địa phủ, hay mình gọi là dưới quay âm đó. Mà dưới 10 vị Diêm Vương này còn có các vị quỷ vương, như hôm trước chúng ta học là những gì? Những người giúp việc cho 10 vị Diêm Vương này, hay nói nôm na chúng ta dễ hiểu như thời sở phong kiến ngày xưa, 10 vị Diêm Vương này gọi là 10 vị vua lớn nhất, 10 vị vua của 10 nước lớn cai quản tất cả cảnh giới ở dưới quái âm ti Nam Tào địa phủ. Còn các vị chúa quỷ, các vị quỷ vương, dược xoa la sát vân vân đó, đều là những người, những vị quan giúp việc cho các vị Diêm Vương ở dưới đó, giống như ở trên trần gian chúng ta vậy. Các nước theo xã hội tư bản chủ nghĩa thì người cao nhất thì thường là gì? Tổng thống. Dưới tổng thống thì còn cũng có gì? Rất nhiều những người giúp việc như là các bộ trưởng. Những đất nước theo chế độ là cộng sản xã hội chủ nghĩa như chúng ta thì người cao nhất là tổng bí thư, chủ tịch nước, chủ tịch quốc hội, thủ tướng chính phủ vân vân. Nhưng mà dưới những vị đó là còn có gì? Các chủ tịch, bí thư tỉnh, bí thư chủ tịch tỉnh, rồi các bộ trưởng ở trung ương vân vân. Rồi ban dưới nữa còn có các ban ngành giúp việc cho. Thì ở dưới cõi âm ti cũng có các bộ ban ngành giúp việc cho 10 vị Diêm Vương như thế. Nhưng mà trong kinh nói là ở nhân gian của chúng ta có nhà tù không các quý vị? Nhân gian có nhà tù. Nhà tù do gì? Do con người xây nên. Nhà tù ở nhân gian là chính là do con người gây nên. Nhưng mà trong kinh Bộ Địa Tạng này Đức Phật nói là các địa ngục ở dưới quái âm không phải là do một ai xây dựng lên, cũng không phải là do Diêm Vương cử người xây nên, mà do chính nghiệp cảm của chúng sinh tạo thành. Chúng ta thấy khác biệt ở cái hai cái chỗ đó. Các nhà tù ở thế gian thì do con người xây nên, có người sự chỉ đạo rõ ràng, có sự chỉ đạo rõ ràng. Bất cứ một quốc gia nào, những nhà tù về những tội phạm nghiêm trọng ở trong quân đội thì do gì? Do Bộ Quốc phòng chỉ đạo xây nên. Còn những nhà tù ở dân sự ở thế gian chúng ta này do gì? Do Bộ Công an chỉ đạo xây lên và các bộ ngành liên quan chỉ đạo xây lên. Đó. Cũng do con người tạo nên.
nhưng mà có cái sự chỉ đạo. Còn ở dưới quái âm đọa và trong các loại địa ngục, như ở trong kinh Đức Phật nói là do chính người đó tạo nên. Mỗi cá nhân, mỗi thực thể của chúng ta ở trên nhân gian này, từ loài người, trong kinh Địa Tạng nói trên từ chư thiên cơ, trên cao từ chư thiên quái sắc giới, quái vô sắc giới và quái dục giới, xuống đến nhân gian chúng ta này, nhẫn đến các loài súc sinh, cầm thú, bò bay, cựa quậy, như con trùng, con kiến nhỏ như thế, nếu như tạo tác những việc ác và đại ác thì cũng sẽ bị đọa lạc, và tự họ xây dựng lên một cái cảnh giới khổ đau ở trong địa ngục, ở trong lương tâm của họ. Cảnh đau khổ trong địa ngục, ở trong lương tâm quá cao, cho nên nó biến hiện ra hình tướng. Hình tướng đó tuy là giả, nhưng mà người đó không cảm thấy là giả, giống như chúng ta ngủ chiêm bao vậy. Cảnh ở trong chiêm bao vốn là giả, nhưng mà khi chúng ta đang chiêm bao, chúng ta không cảm thấy là giả, cho nên chúng ta vẫn gì? Vẫn thấy sợ sệt, vẫn thấy khổ đau, và vẫn thấy an lạc nếu như mà giấc mơ đó là vui sướng, đem lại tiền tài, công danh, của cải, sự nghiệp cho chúng ta thì chúng ta vui sướng. Báo hiệu một sự chết chóc, khổ đau, chia lìa thì chúng ta lo âu, sợ sệt. Đó.